quý vị trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo thì Quỳnh xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sau đây là một phóng sự từ Little Sài Gòn. Kính thưa quý vị, có lẽ rất ít hoặc là chưa từng có nhà văn Việt Nam nào được gọi là một con người vĩ đại như ông, cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn, qua đời vào ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Việt Nam, được tưởng nhớ tại phòng sinh hoạt người Việt tọa lạc tại thành phố Westminster, miền Nam California. Phóng viên SBTN Lâm Huyền Vi gửi bài tường trình sau đây. Kính thưa quý khán giả, mặc dù là nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã không còn trên cõi đời này, nhưng mà sách của ông là cuốn sách cuối cùng Hậu Chuyện Kể năm 2000 được ra mắt tại Hội Trường Nhật Báo Người Việt hôm nay. Đại diện nhà xuất bản tủ sách Tiếng Quê Hương tại miền Nam California, nhà văn Trần Phong Vũ nói về nhà văn Bùi Ngọc Tấn như sau. Với ông là một người vĩ đại, là một con người mà có thể nói rằng là cả đất nước chúng ta trong cái hoàn cảnh này phải biết ơn ông. Cả đất nước Việt Nam nên biết ơn cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn là vì tâm nguyện thiết tha chân thành của tác giả đối với dân tộc Việt Nam. Tôi chỉ nhớ một câu mà có lẽ nói đến tất cả cái ý hướng của ông trọn đời tôi. Tôi chỉ có một cái ý nguyện là viết một cách chân thật để góp phần bảo lưu cái ký ức của dân tộc. Và ông đã thể hiện tất cả những cái suy nghĩ đó trong những tác phẩm của ông, đặc biệt là cuốn Chuyện Kể năm 2000. Xin ông cho biết cái sự vĩ đại của ông Bùi Ngọc Tấn ở cái mặt văn học hay là mặt đức tính hoặc là về cái gì? Nó bao trùm trên nhiều mặt, bởi vì văn anh viết có thể nói rằng là không có một cái tác phẩm nào mà người ta không đón nhận một cách nồng nhiệt. Vì trong đó ngoài cái tài văn, đối với nhà văn Trần Phong Vũ, con người, nhân cách, tâm thức và tấm lòng của cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho thấy quê hương đất nước và con người với tác giả rất quan trọng. Không chỉ có nhà văn Trần Phong Vũ hết lời khen ngợi cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn, mà còn có kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà báo Ngô Nhân Dũng, nhà văn Nam Giao, vân vân. Với tôi đấy, tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự vinh hạnh cho tôi khi được mời lên diễn đàn này trình bày về tác phẩm cuối cùng sau cả vạn người đã đọc ông và cả trăm người đã phát biểu về con người và văn nghiệp Bùi Ngọc Tấn, được thưởng thức một tác phẩm văn chương rất đẹp, khiến cho mình đọc rất chậm rồi đọc lại và có những lúc đó ngẩn ngơ. Tôi chỉ có thể nói rằng là đây là một cái tác phẩm nên đọc và phải đọc. Trong phần trình bày của mình, nhà báo Ngô Nhân Dũng đã không kềm được nỗi xúc động. Muốn tưởng niệm nhà văn Bùi Ngọc Tấn, bởi vì mình thấy là mình có cái nợ. Thế mà dầu sấm đầy ắp quan khiêm nghịch cảnh, văn chương anh vẫn ăn ấp chất con người, không căm thù, không mỉa mai, không xỉa xỏi. Để kết luận phần trình bày của mình, các diễn giả nói: khi chúng ta tưởng niệm Bùi Ngọc Tấn thì đó có lẽ là cái điều mà chúng ta biết ơn ông nhất và cái điều mà chúng ta phải học hỏi ở ông nhiều nhất. Tôi xin bái biệt và gửi lời chúc cho hương hồn này an nhiên, và đọc cái cuốn sách như là một di cờ buồn đó. Tôi vẫn thấy có niềm hy vọng. Festival Livre Lumière đã trao tặng giải thưởng cho tác phẩm Biển và Chiếc Bói Cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn tại Paris vào năm 2012. Từ Westminster, Lâm Huyền Vi, SBTN. Xin cảm ơn phóng viên Lâm Huyền Vi. Thưa quý vị, và sau đây là phóng sự từ Fresno. Sự kiện của ông David Dương là cư dân San Jose thắng thầu hợp đồng 2 tỷ 700 triệu thu gom và xử lý chất thải cho thành phố Oakland, được báo chí Hoa Kỳ ví như là câu chuyện chàng David Tí Hon đánh bại gã khổng lồ Goliath. Năm 2005 thì ông David Dương trở về Việt Nam, thành lập công ty xử lý chất thải rắn của Việt Nam, được gọi tắt là Vietnam Waste Solutions, VWS. Theo báo chí Việt Nam thì VWS đầu tư hàng trăm triệu Mỹ Kim để xây dựng một nhà máy xử lý rác tại xã Nghĩa Phước, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Tuy nhiên thì mới đây truyền thông vừa đăng tin nhà cầm quyền thành phố đã đưa ra văn bản bác bỏ mọi đề nghị từ công ty xử lý chất thải Việt Nam của ông David Dương. Phóng viên Vũ Nhân đã gặp ông để thực hiện phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong những ngày vừa qua, báo Người Việt có đăng một cái bài báo nói là Việt Kiều David Dương, chắc ông cũng đã đọc bài báo đó rồi, thì xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được những gì đang xảy ra với công ty của ông tại Việt Nam và ý kiến của ông như thế nào về những tin tức như vậy.
cái bài báo của người Việt ra thì tôi có biết được, tại vì có một số bạn bè của anh em cũng như một số coi như truyền thông họ quan tâm tới cái việc đầu tư của tôi tại Việt Nam, là họ cứ nghĩ là chúng tôi đang thành công, nhưng mà họ nghĩ là một ngày nào đó thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ bị thất bại. Thất bại là tại vì do cái sự đánh phá, thất bại là cái sự mà không còn ưu đãi của chính quyền Việt Nam. Thì bài báo đó thì viết thì nói về một cái văn bản mà của ông phó chủ tịch một thành phố đưa ra, thì nó là cái việc coi như là quá dội dàng. Khi một cái văn bản nó đưa ra một quá dội dàng, thì cũng chính thành phố là ủy ban là đã ra một cái quyết định đóng cửa bãi xử lý rác của thành phố để chuyển về cho chúng tôi hết. Thì như vậy trên hình thức thì chúng tôi cần phải làm về cái công suất thì mình có thể xử lý tới 10.000 tấn một ngày, nhưng mà về mặt giấy phép, về mặt thủ tục để cho nó hợp thức hóa thì mình phải làm một số thủ tục để hợp thức hóa là mình có thể tiếp nhận được, là tăng khối lượng mình lên là 10.000 tấn một ngày để hợp thức hóa cái việc đó, và như vậy thì mình có thể tiếp nhận hơn cái khối lượng 3.000 tấn xử lý mỗi ngày. Thì chúng tôi chỉ xin hợp thức hóa thôi, thì là ông phó chủ tịch phụ trách về vấn đề cái giấy phép thì có thể ông không nắm được cái tình hình, cho nên ông ra một cái văn bản là yêu cầu chúng tôi không được nhận quá 3.000 tấn. Thì như vậy thì vô hình chung đó là cũng cùng là một ủy ban nhưng mà ra hai cái đường hướng khác nhau. Một bên mà cũng cùng đó cũng văn bản quyết định đóng cửa và yêu cầu chúng tôi phải tiếp nhận hết để xử lý, rồi lại một cái văn bản khác của một ông phó chủ tịch khác lại đưa ra là yêu cầu chúng tôi không được nhận quá. Thì chúng tôi có một cái văn bản đã trả lời chính thức về cái việc đó, và chúng tôi đang chờ đợi cái sự trả lời của thành phố về cái việc này. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái khối lượng rác mà tiếp nhận thêm hơn 3.000 tấn thì chúng tôi đã đang tiếp nhận, và thành phố cũng đã đưa một cái lịch trình là tới cuối tháng 3 họ vẫn tiếp tục đóng cửa cái bãi rác của họ xử lý và đưa về hết nơi đây. Thì như vậy thì vô hình chung để cải thiện cái môi trường của cuộc sống của những người dân ở tại Củ Chi, Phước Hiệp, cái nơi mà bãi trôn lấp mà thành phố đang làm, thì đó là một cái mà chúng tôi thấy là thành phố đã quyết tâm làm như vậy, đó là cái sự đúng đắn. Phụ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của ông dành cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn anh Phụ Nhân và cảm ơn đài truyền hình SBTN đã có cuộc phỏng vấn tại văn phòng chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn phóng viên Phụ Nhân. Thưa quý vị, và tiếp theo là phóng sự từ Florida. Vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2015, cộng đồng người Việt tổ chức mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Đồng hương đã tề tụ về rất đông để đón không khí ngày Tết và tham dự một đêm văn nghệ với sự đóng góp của nhiều hội đoàn. Mời quý vị khán thính giả theo dõi phóng sự Tết tại Florida do phóng viên Hùng Lâm thực hiện sau đây. Kính thưa khán giả của đài SBTN, hôm nay thứ Bảy. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giờ lát, và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số tin tức trên thế giới. Mời quý vị nhớ đón xem.